Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Phúc Phan. Hôm nay mình sẽ review đó chính là tủ đồ chơi Lego của mình nha các bạn mình nha. Và đây là tủ đồ chơi Lego của mình. Rồi bạn Khang cho biết vì sao bạn được sở hữu một bộ đồ chơi rất nhiều những bộ Lego như thế. Tại vì mình sẽ để dành những món đồ này làm kỷ niệm. Thời gian bao lâu mới được bộ đồ chơi nhiều như thế bạn? 3 năm 2 tháng. Như vậy số tiền từ đâu mà bạn mua được? Ba mẹ mình cho mình tiền để đi học, mình sẽ để dành và mình mua những món đồ này. Vì sao các bạn có biết mình ốm không các bạn? Chắc các bạn cũng biết đúng không? Hoặc là những bạn chưa biết đến mình. Tại vì hồi đó đó là mình nhịn ăn. Và những thứ Lego này sẽ ăn giùm mình. Đây chính là con này ăn 200 của mình. Con này kêu bằng con gì bạn? Khủng long. Khủng long gì? Khủng long gì? Khủng long gì chưa biết. Chưa biết. Như vậy là con khủng long nó ăn rất là khủng đúng không ạ? Đúng. Và bạn có thể cho biết cái con thứ hai mà ăn ăn 1 triệu. Ăn 1 triệu đúng, chính xác. Đây, nguyên bộ. Hơi vừa bộn các bạn thông cảm tới nha. Đây là nguyên set nguyên bộ nha các bạn. Là con này 1 triệu hả? Nguyên bộ này là 1 triệu. Dạ. Và cũng đến lúc cuối video rồi, mình sẽ xin nói với các bạn một điều. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm nút chuông like chia sẻ cho các bạn của bạn. Và đừng quên chia sẻ các bạn của bạn. Và nếu các bạn muốn hiểu biết mình nữa thì các bạn hãy like nhiệt tình và chia sẻ cho các bạn nhiều hơn. Và đây là những bộ đồ chơi của mình mà mình thích nhất là bộ này. Vì bộ này tặng kèm theo là nhiều nhân vật. 3 nè, 5, 6, 7. 7 nhân vật. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Nếu các bạn muốn hiểu biết cái kênh của mình và những món đồ chơi thì các bạn sẽ nhiệt tình coi nhiều video của mình nha. Xin tạm biệt. Bye bye. See you.